Chào 500.000 anh em tập kích đã đến với channel của Nancy ngày hôm nay. Hôm nay xin thông báo với tất cả các anh em một tin cũng vô cùng buồn. Vừa buồn cho các bạn mà vừa buồn cho Nancy. Khi mà cái máy của Nancy nó đang bị loạn cảm ứng từ sáng đến giờ. Thực sự ra là rất vất vả với nó. Vì mình bắn không thể bắn được. Nó cứ bị giật đang đi di tâm mà nó cứ bị bay ra chỗ khác. Nhưng mà thôi không sao, mình chắc sẽ phải cố làm clip trong ngày hôm nay thôi. Hôm qua có lẽ là mình cũng gặp một chút vấn đề về mạng khi mà hẹn tất cả các bạn là 7:30 tối là đăng clip, mà đến tận 9:30 mới đăng được clip vì nó bị đăng tải lỗi nên là mình lại phải tải lại. Và ngày hôm nay thì có một cái video vui khi mà mình đã tự nghĩ ra là hôm nay Nancy sẽ đi theo kiểu rank theo kiểu rất nhiều súng theo một dòng. Giả dụ dòng AK thì hôm nay Nancy sẽ trang bị tất cả các loại súng luôn. AK47 SWAT, AK47 Evin, AK Platinum 47, Duck M38, Dragon M38 và Titan AK47 Titan Shroud đấy. Mỗi hôm sẽ cố gắng nghĩ ra một loại video dành cho tất cả các bạn. Còn hôm nay thì Nancy sẽ làm video về Ronaka. Mong rằng tất cả các bạn sẽ vui vẻ trong những cái trận đấu này. Rồi, chúng ta sẽ vào ngay với trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Không biết đây là một trận đấu đội đặt bom sinh tử hay là gì gì đây. Tôi thì tôi mong rằng nó là đấu đội tí để có thể chết được nhiều sau đó lại hồi sinh. Bởi vì Nancy đang dự định là chết một mạng Nancy sẽ đổi một súng, hoặc là hết một round Nancy sẽ đổi một súng, đổi kiểu vòng tròn ấy. Vua súng nó chỉ có ở trong map, ở trong đại sảnh, thì hôm nay Nancy sẽ chơi cái trò vua súng này ở trong rank. Rồi, chúng ta vào với trận đấu đầu tiên, map xưởng tàu. Có ông bầu chính là NMC đây. Trên tay NMC đang là khẩu AK SWAT đầu tiên. Vào với trận đấu này với một tinh thần trạng thái thoải mái như con gà mái, nhưng mà nằm xuống luôn rồi. Cái thằng gì tên là Hugo đúng không? Hugo nó giết cho mình là ba mạng rồi, hai mạng gì đấy NMC không biết. Thôi đổi sang Evin. Đầu lâu hủy diệt ở đây ơi. Lúc ở dưới đấy anh ngăn từ nãy đến giờ à? Có thằng nào ấy nhở? Sang nhà mình là quá đông luôn. Thề luôn, vào một cái trận đấu mà bị ép sân ngay từ lúc đầu như này cảm thấy là không hề thoải mái một chút nào. Thôi không thoải mái thì thôi, mình phải tự tạo cái cảm giác tự tin cho mình vậy. Anh em đâu, cố lên chiếm cái khu vực nhà đi. Nhà không trông được thì còn trông cái gì nữa đây. Rồi, bây giờ vác ra cho mình là một khẩu AK Pro GK. Một trong những khẩu súng mang đến cái độ tự tin khá là cao dành cho tôi. Đấy, ra đây con hợi kia. Anh bắn gì đấy anh? Trời ơi, một táo. Rồi ơi, chờ nó mãi nó không ra, ăn được một thằng thì nó lại giả luôn cho nó một mạng, đời nó không sung sướng. Rồi, không cần phải mơ mộng nhiều, lên đây tìm một mồi. Có ngay một con mồi đang đứng hóng gió ở trên. Rồi, Hugo đã nằm xuống rồi. Tiếp theo là mạng thứ ba dành cho mình. Trận đấu này đang dần trở lại với phiến quân. Đây, anh em phải đứng đây rình nó đã, kiểu gì nó không biết đâu. Này, từ từ. À, có thằng phát hiện rồi. Phát hiện thì làm cái gì đây? Rồi, ăn được có mỗi hai mạng nữa thôi à? Có vẻ là hơi ít. Xong xác rồi. Bây giờ súng đã được tăng cấp dần lên Dragon M38. Ôi có bom này. Thôi, thôi không ăn thua rồi. Cầm M38 lên mà không liếm láp được mạng nào. Anh em bắn đây này thì lại phải trở về với cái mang lợn cũ, úp mặt vào sông quê thôi. AK SWAT lại lên tiếng không.
À đây. Ui, thùm thụp ở đâu xong. Ôi, nó lại chạy mất rồi kìa. Thề luôn các bạn, hãy để ý rằng iPad của Nancy đang hết sức là bị tâm, nó không thể là cố định được. Mình nhả tâm rồi mà nó cứ tự bị di chuyển theo cái loạn cảm ứng thôi. Thật sự hết sức là khó chịu. Không sao, ở đây mình dính không mồi. Có mồi ngay lập tức thôi. Mồi ở đây cũng đớp thì đớp mồi ở đâu? Đấy rồi. Ôi, tự lao vào để ăn à? Uầy, thằng sóc này. Nào, bạn của tôi đâu? Đây chứ đâu. Combo 5, cứ tưởng rằng là mình đã nằm xuống nhưng mà mình vẫn còn sung sướng ở đây. Combo 6 rồi. Ui dồi ôi, đang còn một mạng nữa thôi là có thể ăn rồi. Rồi, 36-30 rồi, trận đấu đã trở lại. Trên tay mình đang là khẩu Evin. Đùa chơi trò này cũng vui phết đấy nhỉ. Lên voi rồi xuống chó, chuyện đương nhiên và thường xuyên. 38-31 rồi. Mấy hôm nữa sẽ làm về AK SWAT rồi các loại sóc. Đây. Rồi. Rồi ôi, cái tầm này anh đứng ở đây rồi đã đàn áp được nhà nhá. Thằng nào ra đây anh xử thằng đấy. Đã bảo rồi mà không nghe. Ok. Bốn mốt 34 rồi. Chỉ còn 9 mạng nữa thôi. Lên xử lốt chúng nó thế nào anh em. Một mạng nữa, 44-38 rồi. Cách biệt bây giờ nó lên đến tầm 6 mạng. 6 củ khoai thế này làm sao mà lo gì chết đói. Rồi, đâu đâu rồi. Đây. Không được mạng nào nó mới đau. Rồi, mình phải xuống đây để kiếm mạng. Cái tầm này là không thể ở trên đấy được. 48 rồi. Hai mạng nữa thôi, nhanh chóng thôi. Ồ, đâu nhỉ? À đây 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 đây. Đây. Chạy đi đâu con sâu này. Rồi, trận đấu kết thúc 51-40, 51. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Nancy đang rất cố gắng để mà hoàn thành cái video này khi mà iPad đang gặp trục trặc, nên là mong anh em hết sức thông cảm. Rồi, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo của ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng ở đây cũng sẽ là một trận đấu cuối cùng của Nancy trong video này thôi. Vì rất là khó chịu khi mà mình bắn nó không thực sự như những gì mà mình hay làm. Chúng ta sẽ đến ngay với cái map đấu nhiều đá này. Bây giờ là sinh tử chứ không còn là đấu đội nữa. Thôi thì hết một round mình sẽ thay một súng, dù có chết hay không. Điện thoại ai đang gọi cho mình đấy. Một mạng, đây là cái điểm đến mà alo mình ạ. Alo, của chồng là trứng trứng pate ruốc chả bơ. Các bạn có thấy không? Trưa thì không được ăn cơm mà chỉ thay vào đó là một chiếc bánh mì thôi. Nên là cái sức của mình cũng đang có hạn. Hò hét thì cũng vừa phải, nên là mong tất cả anh em ủng hộ nhá, nhiệt tình like cộng share cộng subscribe cho Nancy nhá. Rồi, nhảy lên đây có phải là nguy hiểm không? Phải lúc vào đây đã. Đấy, phải có đồng đội dũng mãnh như này mình mới dám đương đầu với những thử thách được rồi. Vừa lói xong thì anh lao lên như một vị thần, chết như một thằng đần luôn. Dãy đành đạch luôn. Ôi đây rồi. Không có ai à? Rồi, té về đã. Trong này mấy anh em đang đàn áp đối phương ở ngay trong ngách phải thôi. Ui, đi rồi. Được, để anh trả thù cho. Mẹ, mất hình mất dạng quá. Từ từ bình tĩnh rồi mới được. Được rồi. Ô, nó đâu rồi anh nhỉ? Vừa chạy ở đây xong mà.
2 VS2 à? À, thập thò từ từ thôi. Vào đây, ngồi đây đã. Kẻ nào nó cũng xuống đây xem. Mình đã nghe thấy cái tiếng nó ở trong ngách này rồi. Đang ở trên đầu mình. Đấy. Mình biết ngay mà. Rồi, người anh em còn lại làm công việc nó rất tốt. Rồi, trên tay mình đang là khẩu AK Pro, may quá. Chúng ta phải lên dần với những cái nấc thang thiên đường. Ui ôi, đông thế này cơ á. Combo 4 thành công rồi. Anh em chú ý khi mà mình cảm giác mình bắn được, hay là các bạn cảm giác các bạn có thể ăn ngon được, thì các bạn cần phải ở từ từ ở trong nhà. Dần dần mình sẽ ra, mình ăn dần, các bạn hiểu không? Chứ các bạn mà xông hùng hục lên thì đôi khi là dễ tai nạn lắm. Đồng thế. Ui, hai thằng liền nhưng mà không làm được gì rồi. Rồi, đến lượt là Duck Knight M38. Không biết là cái khẩu súng này trên tay mình bây giờ nó có làm được gì không. Vẫn ra đây chờ hàng và ăn mồi, nhưng mà chưa có mồi để mà ăn. Ở đâu vậy? Ui, quá đông luôn. Hai mạng là ngon lành cành đào khi mà một pha đột nhập rất thành công. Tôi đang di chuyển khá là nhẹ nhàng thôi. Ui, ở đây. Hình như là thanh niên này cầm P90 thì phải. Mọi việc phải hết sức nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi anh. Đây là nó ở trong nhà mình đây này. Đấy, vừa mới nói xong thì anh xuất hiện. Uầy, tí thì mình cũng toi đấy chứ. Nhưng thôi không sao. Bây giờ là đến khẩu AK-Dragon M38. Ui, đùa, vừa mới giơ khẩu súng ra thằng nào lém quả bom chất như nước cất thế này. Trời ơi, ui, tôi xong tôi rồi. Chạy đi đâu con sâu này? Anh ơi, anh cố gắng giết mạng nữa đi. Đâu nhỉ? Ui. Ui, CCC. Bạn này vừa mới giết mình xong. Đùa chứ khẩu này cầm trên tay phí thế nhỉ? Đáng nhẽ round này nó phải clear team mới đúng. Nhưng mà thật không may khi mà đạn biết bay. Anh em thôi thông cảm nhá, ván sau mình lại bù đắp vậy. Rồi. Rồi em ơi. Ok. Trong video này tôi sẽ đọc code vào cái giây phút này đây. Tôi sẽ không để ở trên cái trình duyệt kia nữa, mà thay vào đấy tôi sẽ đọc ngay ở tại đây thôi. Anh em chờ chút, mình đang lấy code. Một cái code 3, một cái code 100 kim cương. Bây giờ mình sẽ đọc này. C00 90 VZ 84 NJC. Ok, đây là code 100 kim cương dành cho bạn nào theo dõi. Đọc lại một lần nữa, C00 90 VZ 84 NJC. Ok, hai lần các bạn có lẽ phải ăn ngon rồi. Rồi, chúng ta trở lại với khẩu súng AK SWAT này thôi. Đồng đội mình đang làm dường như là rất tốt. Năm hai là tỷ số của phiến quân. Hình như cái bạn Namo này tên nghe quen quen. Uầy, đằng sau mình có ai đó không để ý để cứu tôi chăng?
Hello TWUG, bạn chat gì đó hơi bậy bạ nên nó 3 chấm rồi. Đùa chứ, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác thường xuyên. Các bạn có thể nhìn mình ping 33 đến 36 liền. Ui dồi ôi, nó ở nhà. Nó ở nhà mình. Tình hình này không biết là bạn thì có thể sống. Ủa thôi xong rồi, hai snip đấu với nhau liệu lại rút lục ra đấu với nhau rồi kìa. Rồi ôi, Thảo My đã hiếp thành công Ngọc Anh, cũng là tên Ngọc Anh mong manh dễ vỡ. Mình nhìn thấy quả bom đấy mình khiếp sợ luôn, luôn nó ném kiểu gì mà bay xuyên qua cái chỗ đấy. Ui, hàng kia anh không ăn được thì thôi để cho nó đi. Rồi, đang thiệt một mạng rồi. Ui, đây rồi, cứ để đấy cho anh. Này làm sao mà mình clear được team đây. Ui, thấy các bạn thấy không, thực sự là cái loạn cảm ứng này nó hết sức là khó chịu. Ui, quả này điêu vãi chày luôn, chạy ra đến đấy rồi mà vẫn bị snipe chết. Có chút gì gọi là mờ ám ở đây không đây, mình không thể tin nổi vào khi mà mình rút vào đến gần trong rồi mà vẫn chết nhở. Thôi ngồi đây thế nào chả có hàng qua, mình đã nghe thấy cái tiếng bước chân nó gần gần đến đây rồi. Đây này, đấy, nói có sai bao giờ đâu. Các bạn rình rập kiểu gì chả có mồi mà ăn. Có một thanh niên nữa. Đây, ôi nó cầm snip thế kia. Rồi, thả thính thôi để cho đồng đội ăn. Rồi, video clip này của Nancy xin được phép dừng tại đây thôi. Xin hẹn gặp lại và chào tạm các bạn.